Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 412 nhé. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào ORMVN, chào Lưu Mập, chào Phúc Phạm, chào Anh Béo, chào Huyên Đức, chào Inzaghi, chào Trương Đức Nhân, chào KBV, Nguyễn Trương, Trần Văn Tùng, Lê Hương, Đạt Nguyễn. Có đầu chuyện mới chưa anh? Hiện tại thì chưa nhé. Hôm trước mình hỏi mấy tập nhưng mà không thấy anh em nào comment gợi ý nhiều lắm. Mọi người có đầu chuyện nào thì anh em cứ gợi ý cho Phong nhé. Mục đích của chuyện thì cũng theo cái sở thích của anh em cứ gợi ý đi. Thiên về tu tiên hoặc là lịch sử quân sự. Hôm trước thì mình có đề xuất cái bộ Tào Tặc, tuy nhiên nào cũng chưa có anh em nào comment là đã đọc rồi. Mình cũng chưa đọc nên mình lướt lướt qua nội dung thì thấy cảm thấy nó khá là hấp dẫn. Nó kiểu kiểu đạo quân, nó cũng kiểu mưu lược như vậy, mình nghĩ thế. Và thứ hai là nó ở trong cái thế giới Tam Quốc là mình cũng đã biết, thì mình nghĩ là nó hay. Nhưng mà nó sẽ có vẻ về tu tiên là có không. Những cái thể loại mà lịch sử quân sự thì về đấu trí nó khá là nhiều. Kiểu anh em sẽ nghe Tầm Thần Ký, đọc Tầm Thần Ký rồi kiểu kiểu đó. Nhưng mà cái này mình nghĩ là hay hơn. Mưa to thế này, đúng rồi. Hôm nay lúc nãy mình đọc xong Xích Tâm thì mình đi có việc một chút, thì chỗ mình đang mưa rất là to. Mình ở Long Biên Hà Nội mưa rất là to. Đọc hết Kiếm Lai. Ôi, đọc hết Kiếm Lai thì không dám nói gì luôn. Kiếm Lai không dám nói gì. Kiếm Lai là thuộc mình đọc được tập nào thì hay tập đó. Chứ còn hết thì mình chịu. Rồi khán giả, tác giả bây giờ vẫn ra chương, mà chương của tác giả rất là dài. Trong khi mình bây giờ mình mới đọc, tác giả ra được nghìn mấy, mình mới đọc mà được khoảng 400 chương. Khá là nhiều và của đó thì rất là khó. Dịch không ai muốn dịch. Tam Thốn Nhân Gian thì với Tam Thốn Nhân Gian, thôi mình nói chuyện một tí nhé. Anh em nào chịu khó tua. Tam Thốn Nhân Gian thì cái bộ đó nó có bản quyền của Waka. Waka là sách điện tử á. Thì thời điểm trước thì bên dịch giả bên Lãng Nhân Môn là người dịch cho bên Waka thì có nói với mình là bên Waka đã hết bản quyền bản dịch với các bạn ấy. Thì mình đang không hiểu lắm về cái việc là hết bản quyền với các bạn ấy hay là hết bản quyền về cái việc sách điện tử, nên mình chưa dám làm. Nếu mà hết bản quyền với bản dịch của các bạn ấy thì mình cũng không dám làm, bởi vì sợ Waka họ mua là mua đầu truyện và họ tự thuê dịch. Chứ còn nên mình mà đọc một cái thì mình sẽ vi phạm cái đầu truyện, nên mình chưa dám làm. Còn tất nhiên là có những kênh họ làm rồi thì mình cái đấy mình không biết. Hoặc có thể họ cũng cứ làm thôi, họ cũng không biết. Bên Khương Vọng thì đăng cũng rất là hấp dẫn. Mình cũng không biết cái kiểu độc quyền của bên Waka như nào, nhưng mà thường thì với bọn mình đọc lâu năm thì Waka có là mình tránh. Thực sự họ đánh rất là nặng và đánh không hỏi đâu, đánh là chết kênh luôn ấy. Đấy, anh em nào mà đang làm audio mà nghe được những cái lời này thì cũng để ý một chút nhé, anh em mới làm. Bởi vì mình dính đến sách điện tử thì hơi mệt. Bản quyền là mình không làm. Tiểu Dương thì có Phi Tùng đọc rồi, mà Phi Tùng đọc thì mình không đọc đâu. Còn một phương án nữa, đó là anh em có gợi ý mình đọc tiếp bộ Cầu Ma. Cầu Ma này cùng cái CD với Ngã Dục Phong Thiên Yêu Tôn này. Nhưng mà Cầu Ma thì mình đã ngừng cách đây 2-3 năm rồi. Và sau khi mình ngừng thì có một số kênh đã đọc, nhiều kênh đọc, và trong đó có cả Lát nữa. Thì mình đọc lại bộ đó thì có vẻ nó hơi dở. Mình cũng thích đọc đấy, nhưng mà thứ nhất là về cái kết của bộ đó và cái lối chuyện của bộ đó nó khá là buồn. Tinh thần nó không được tốt lắm. Và thứ hai là có kênh đọc rồi và đọc cũng rất là hay. Thì có lẽ là không. Nhưng cũng biết đâu đó một thời gian nữa thì có thể mình, nếu mà thích Nhĩ Căn thì mình vẫn đọc. Bởi vì mọi người nói là Cầu Ma và Tiên Nghịch là hai cái bộ hay nhất của Nhĩ Căn. Còn cái bộ Ngã Dục Phong Thiên này với cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng rồi Tam Thốn Nhân Gian là ba bộ nó không hay lắm. Và hiện tại mình ba bộ không hay lắm thì mình đã làm hai bộ rồi. Còn cái bộ Quang Âm Chi Ngoại thì có Thiện đang làm rồi.
nên mình chắc cũng không làm, hoặc là chưa làm, ít nhất thời điểm này. Ok nhá, và tập truyện, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Lý Lê Thành, chào Mạc Tình Duyên. Mình nói qua một chút về tập trước nữa nhỉ. Nếu anh em cứ trách mình vào phát đọc luôn, cũng không nói tập trước. Cái đấy thì ví dụ như là anh em ngày nào cũng nghe, hoặc là anh em một ngày anh em nghe nhiều tập nghe sau, thì tự nhiên anh em thấy cái đoạn đấy nó thừa. Còn anh em nào nghe như livestream bây giờ, là hôm nay hôm sau nghe thì mọi người quên thật, thì đúng là có tác dụng. Thôi mình cứ nhắc lại. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Mạnh Hạo gặp một nam tử áo xanh bí ẩn. Mình cũng không nhớ lắm đâu. Và người này truyền thụ cho hắn cái cấm pháp mà thứ tư, yêu phong cấm pháp, đệ tử cấm đấy. Cấm pháp này thì khá là đặc biệt, và nó tạo ra một cái thế giới ảo với rất là nhiều người, mấy vạn người, và tất cả đều chỉ là phân thân của cái nam tử áo xanh đó. Và Mạnh Hạo đã lĩnh ngộ được cái cấm pháp này và bắt đầu tu luyện. Và 33 thiên kiêu đi vào 33 địa cùng Mạnh Hạo thì cũng đang trong quá trình cảm ngộ. Và Sơn Hải giới thì đang chuẩn bị cho cái cuộc chiến sắp tới giữa hai mảnh đại lục đang tiến tới. Rồi chúng ta bắt đầu đến với quá trình cảm ngộ của Vương Hữu Tài và Lý Linh Nhi. Chúng ta tiếp tục xem như nào nhé. Yêu Tôn, tập 412. Chào Mr. Gum, lâu lắm không thấy bạn. Bộ dáng Lý Linh Nhi biến đổi hoàn toàn, không còn trẻ mà đã già đi, trở thành một bà lão. Thanh xuân của nàng hết thảy đã bị phá hủy để đổi lấy tu vi kinh thiên. Cho dù là một giáp sau, nàng sẽ bị hình thần câu diệt, nhưng đây vẫn là lựa chọn của nàng. Ngoài dự liệu của Mạnh Hạo là Trần Phàm, hắn không lựa chọn vứt bỏ thọ nguyên, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng chưa đến đạo tôn, mà chỉ là ngũ nguyên. Sắc mặt hắn ta ảm đạm, giống như là muốn nói thì lại thôi, yên lặng xuất quan. Quý Âm thì ngược lại, giống như Lý Linh Nhi, nàng ta vô cùng dứt khoát quyết liệt. Mọi người lục tục bay ra, khí thế không ngừng dâng lên, cả 33 địa đều nổ vang. Cho đến cuối cùng, 33 vị thiên kiêu tổng cộng xuất hiện chỉ có 4 người. Có 9 người đã vĩnh viễn mai táng tại nơi này, thu hoạch tạo hóa thất bại, hình thần câu diệt. 24 vị thiên kiêu đã thành công thu được tạo hóa. Trong đó có chừng 8 người lựa chọn vứt bỏ thọ nguyên. Tu vi 8 người này có thể so với lực lượng tu vi của chủ tể. Hơn phân nửa người còn lại có thể so với đạo tôn. Chỉ có vài người là đạt đến ngũ nguyên. Nhưng bất kể là như thế nào, những người này sau khi xuất quan, vận mạng bản thân đã hoàn toàn biến đổi. Cùng với sự xuất hiện của bọn họ, mặt đất bắt đầu sụp xuống, tầng tầng lớp lớp dần dần sụp đổ. Những người này đều đang đợi Mạnh Hạo xuất hiện. 10 tháng qua, mỗi người đều thu hoạch tạo hóa, không cảm giác được tiến trình của những người khác. Thời khắc này họ cùng xuất hiện, tu vi tản ra, bọn họ ngay lập tức nhận ra thấy Mạnh Hạo đang ở chỗ sâu nhất trong 33 địa. Mặt đất sụp xuống, một đám dị thú bay ra vây quanh bốn phía, cảnh giác nhìn mọi người, không dám đến gần. Chỉ là thời gian cứ vậy trôi qua. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo vẫn chưa xuất hiện. Mọi người ai nấy đều trầm mặc, nhất là bọn họ cảm nhận được khí tức của Mạnh Hạo đang chậm rãi tán đi. Bọn họ đều đang nhíu mày nhìn về người có tu vi mạnh nhất lúc này, Vương Hữu Tài. Vương Hữu Tài trầm mặc, một hồi lâu sau mới xoay người, cất bước đi về phía cửa ra bên trên. Đi thôi, chỉ sợ chiến tranh đã diễn ra bên ngoài rồi, chờ đợi ở đây không có ích gì cả. Tạo hóa của Mạnh Hạo so với ta không ngang bằng thì là lớn hơn, tự nhiên sẽ cần nhiều thời gian hơn. Ta chỉ có một giáp sinh mạng, không muốn lãng phí. Ta muốn tham chiến. Cặp mắt của Vương Hữu Tài đen như mực, tuy rằng đã mù nhưng mà tựa hồ như có ánh sáng kỳ dị long lánh. Hắn ta vừa nói vừa chạy thẳng đến lối ra. Những thiên kiêu khác cũng trầm mặc,
cúi đầu nhìn mặt đất đang sụp xuống. Cuối cùng toàn bộ đều xoay người bay ra. Lý Đình Nhi đáy lòng khẽ thở dài, cùng đi theo Trần Phàm có chút thất hồn lạc phách, nhìn về phía mặt đất. Hắn nhìn về phía chỗ sâu nhất, không ai phát hiện ra. Thứ hắn nhìn chính là tạo hóa 19 điện. Ta nên lựa chọn thế nào đây? Trần Phàm chua xót, thu hồi ánh mắt, giấu đi cái vẻ mờ mịt, cùng bay theo ra ngoài. Cùng lúc đó trong sơn hải giới, cuộc chiến với 33 thiên rút cục cũng bắt đầu. Tinh không nổ vang, ở trong một khu vực trực tiếp bị đánh nát, cưỡng ép mở một lối đi. Có thể thấy được đệ thập nhất thiên đại lục đã không còn trong suốt, mơ hồ mà đã xuất hiện rõ ràng. Ở trên đó có thể nhìn rõ được đệ thập bát thiên, thập cửu thiên, thậm chí là 33 thiên, mang theo uy áp vô thượng, mang theo khí thế kinh thiên động địa, ầm ầm phủ xuống tinh không sơn hải giới. Thập thất thiên phủ xuống, rồi thập bát thiên lần lượt phủ xuống, ầm một tiếng, tinh không bị xé rách, gió lốc điên cuồng khuếch tán bốn phương tám hướng. Hai thân ảnh bước ra từ 33 thiên, hai người này một nam một nữ, ở trên người của bọn họ không thấy một chút dấu hiệu của dị tộc nào, họ giống như là tu sĩ vậy. Duy chỉ có đôi mắt của họ lộ ra ánh sáng băng lãnh vô cùng, giống như là trong mắt của bọn họ, mọi sinh mạng đều như là chỉ là con kiến. Sự xuất hiện của bọn họ mang theo một luồng uy áp không cách nào có thể hình dung, âm ầm phủ xuống, khiến cho sơn hải giới nổ vang, núi cao run rẩy, biển rộng gầm thét, vô số tu sĩ phun máu tươi. Uy áp kia là của Chí Tôn, không phải Thất Nguyên, mà là Bát Nguyên. Hai đại chí tôn mạnh nhất của 33 thiên lúc này chính là hai chí tôn Bát Nguyên. Ở trong 70 thiên đến 33 thiên, sau lưng bọn họ, vô số đại quân dị tộc ào ào chạy ra. Phóng nhãn nhìn lại, có thể thấy số lượng quân đâu chỉ có ngàn vạn, mà là vô biên vô tận, chừng mấy chục triệu người. Mỗi một dị tộc phủ xuống đều mang theo không ít cường đại. Giờ khắc này pháp bảo khổng lồ cũng dần xuất hiện. Từ nơi dị tộc chạy ra, vang lên tiếng đổ ngập trời. Có mấy pho tượng cao đến vạn trượng, còn có cây cối to lớn tỏa ra hàn khí lạnh người. Càng kinh người hơn, chính là ở phía sau bọn họ, một mặt trời màu đỏ đang từ từ dâng lên. Ngoài ra mấy dị tộc ở trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Kinh người nhất là người khổng lồ cao chừng mấy vạn trượng, giống như là chưa phải độ cao cực hạn đã bị áp chế. Ở trên mi tâm của họ, điểm tinh lấp lánh, toàn thân tản ra khí tức tàng thực. Còn có những người có cánh ở sau lưng, vô cùng dữ tợn đang đứng trong đại quân. Xa hơn nữa, là mấy vạn con rồng đen đang gầm thét lao tới. Những nơi chúng đi qua, biển lửa ngập trời. Lần này toàn bộ 33 thiên đã phủ xuống, muốn tập hợp tất cả lực lượng, tiêu diệt sơn hải giới. Tất cả tu sĩ sơn hải giới tâm thần chấn động. Vô biên vô tận là dị tộc, chư thiên đại lục kinh người. Ở nơi tối cao trên kia, còn có chí tôn vô thượng, sơn hải giới. Dường như là không có đến nửa phần thắng lợi. Giết sạch! Một thanh âm băng hàn mang theo sự tang thương giờ khắc này vang vọng tinh không, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, truyền vào bên tai mỗi dị tộc, đồng thời cũng đánh vào tâm thần của toàn bộ tu sĩ sơn hải giới. Người nói câu này chính là nữ tử ở trong hai đại chí tôn Bát Nguyên kia. Nàng vừa nói ra, lập tức đại quân dị tộc truyền ra tiếng gào thét long trời lở đất. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, bọn họ như là thủy triều trực tiếp xông vào sơn hải giới. Mà nàng ở nơi này, thân thể cũng nhoáng lên một cái, cả người đều hóa thành một đạo cầu vồng, với khí thế quét sạch mọi thứ, chạy thẳng tới sơn hải giới. Nàng chỉ tay về quần sáng phòng hộ quanh sơn hải giới, ngón tay vừa chạm, rắc vài tiếng, quần sáng đã trực tiếp vỡ nát, tạo thành vô số mảnh vỡ cuốn ngược mà đi. Nàng bước một bước xuất hiện ở ngay tại núi thứ năm. Bất ngờ nàng đạp mạnh xuống, chỉ trong một chớp mắt, núi thứ năm lập tức nổ vang, hoàn toàn vỡ vụn. Một màn này khiến cho tất cả tu sĩ sơn hải giới khiếp sợ đến ngây người. Nhưng mà ngay lúc này, từ trong sơn hải giới truyền ra mấy tiếng gầm nhẹ. Hư vô xung quanh nữ chí tôn đột nhiên hiện ra ba tòa đại điện. Bà lão nhân từ trong đại điện đi ra, đó chính là tôn giả. Tam đại tôn giả sơn hải giới không ẩn núp nữa,
đồng thời xuất hiện trấn áp vị nữ chí tôn này. Cùng lúc đó còn dối chí tôn của Mạnh Hạo cũng có, còn có Hải Mộng chí tôn lập tức xuất thủ muốn đánh chết vị nữ chí tôn kia. Phía xa xa, ba đại đạo môn toàn bộ phủ xuống, mang theo đệ tử đạo môn cùng pháp khí đạo môn hướng về phía đại quân dị tộc mà diệt sát. Xa hơn nữa, trên đạo đài Hứa Thanh đang ngồi, phát ra từng đạo phong bệnh truyền vào đại quân Sơn Hải tấn công vào dị tộc. Trận chiến sinh tử đã bắt đầu. Độc nhân Phương gia còn có mấy tông môn thời khắc này đều có mặt tại chiến trường, thậm chí người của Vương gia cũng xuất hiện. Loạn chiến hay còn gọi là quyết chiến giờ khắc này đã bắt đầu. Cùng lúc đó trong tinh không, vị nam tử chí tôn bát nguyên còn lại sắc mặt trước giờ vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn ta nhìn về phía sâu nhất Sơn Hải giới, chính là Nam Thiên Tinh trên đệ cửu Sơn Hải. Quả nhiên là ngươi. Nam chí tôn bát nguyên nhẹ giọng lên tiếng, bước ra một bước. Thân ảnh quán biến mất, xuất hiện ngay tại bầu trời đệ bát Sơn Hải, bên trong Sơn Hải giới. Gần như ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, trận pháp Nam Thiên Tinh đột nhiên bạo phát, sát cơ ngập trời. Vị chí tôn bát nguyên cũng không thể để vào mắt, hắn cất bước chạy thẳng tới đỉnh núi trên Nam Thiên Tinh. Ở trên ngọn núi, Thủy Đồng Lưu đứng ở đó bỗng nhiên xoay người. Hắn nhìn chí tôn bát nguyên đang ở xa, ánh mắt hai người giao nhau, không một lời nói. Thân ảnh của họ đồng thời biến mất. Nhưng ngay tại khoảnh khắc, đám ngọn núi dưới chân bọn họ truyền ra tiếng đổ kinh thiên động địa. Sau tiếng đổ, ngọn núi không còn, mặt đất biến mất. Nơi này trực tiếp trở thành một cái hố sâu. Hố sâu này nối thẳng đến nội hạch Nam Thiên Tinh, có thể thấy được một biển dung nham cuồn cuộn ở bên trong. Cũng chính lúc này, trong 33 địa, Mạnh Hạo đột nhiên mở mắt, hết thảy mọi thân ảnh xung quanh hắn đều đình chỉ mọi hành động, dần dần hóa thành vô số điểm sáng, bay thẳng lên không trung, chạy thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo, chui vào trong cơ thể hắn. Cả mắt Mạnh Hạo càng lúc càng sáng. Đệ tứ cấm, bản ngã cấm. Mạnh Hạo nhìn mảnh thế giới trước mắt đang tiêu tán kia, nhìn từng chúng sinh đang tự mình phân thân từ từ tán đi, hắn đứng lên. Tại khoảnh khắc hắn đứng dậy, tu vi hắn không biến hóa, nhưng mà cấm pháp của hắn chợt từ 6 cấm này trở thành 7 cấm. Khoảng cách 9 cấm chỉ kém hơn 2 đạo, một là đệ nhất cấm ban đầu, cuối cùng là đệ cửu cấm. Mạnh Hạo nhớ lại quá trình thu được cấm pháp cả đời này, ở trong lòng cảm khái. Khi xoay người, tay hắn vung mạnh về bốn phía. Ở trên người hắn lập tức xuất hiện một ngọn hồn đăng, tổng cộng có 33 ngọn đèn, trong đó có 10 ngọn đèn đã tắt, 23 ngọn đèn vẫn sáng như cũ. Thần minh thất khô, đệ nhất khô cùng đệ nhị khô, ta đều đã vượt qua. Giờ này nếu trước tiên ta cắn nuốt lực lượng Ly Long Chí Tôn, ta có thể mở được thần minh đệ tam khô. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, ngóng nhìn ngọn hồn đăng thứ 11. Đệ tam khô, chính là đệ tam khô. Mạnh Hạo mặc trầm mặc, tay nâng lên chỉ vào hồn đăng, chỉ phong gạo thét, lửa trên ngọn hồn đăng thứ 11 nhanh chóng vụt tắt, trở thành khói xanh, ngược lại bay về phía Mạnh Hạo, sát nhập vào bên trong thất khiếu quán. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, yên lặng ngồi đó. Thân thể quán vẫn bình thường, thần hồn quán cũng không có biến hóa, nhưng mà trái tim hắn trong phút chốc như là bị một bàn tay vô hình bắt được, hung hăng bóp một cái. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, mỗi một nỗi đau đớn từ trái tim truyền tới, trừ bỏ cơ quan nội tạng đang đau đớn, còn có một loại đau nhói đến từ nội tâm, như một loại bi thương vô hạn khiến hắn mất đi tâm hồn, trở thành một chỗ trống rỗng. Trán hắn đổ ra một lượng mồ hôi lớn, cả người run rẩy. Hắn không xuất hiện ảo giác, nhưng mà đại loại đau đớn này khiến cho hắn cảm giác cả thế giới như là chết đi, chỉ còn lại có một mình hắn cô độc nhìn cả thiên địa. Không, Mạnh Hạo lầm bầm, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Tiếng hô quán giống như là muốn phát tiết nội tâm đau nhói, giống như là muốn biến đổi cái loại cô độc này, giống như là muốn xé mở bầu trời thế giới này vậy. Tiếng hô quán vang vọng, 33 ngọn đang sụp xuống. Nhưng mà tại lúc tiếng hô quán vang lên, phía trên Mạnh Hạo đã trực tiếp nổ vang,
một luồng khí lãng gầm thét bay ra, trực tiếp đánh vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, xoáy to lớn. Vô số bùn đất trên mặt đất bị cuốn đi, trở thành một cái lốc xoáy ở trên mặt đất. Mà Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở trung tâm lốc xoáy. Ở xung quanh hắn có mấy chục dị thú, lúc này đều run rẩy nhìn Mạnh Hạo, giống như là bị uy áp tràn ra trên người Mạnh Hạo dọa cho sợ. Thần Minh Thất Cô, nói thật dễ nghe, nhưng thực tế đây là bảy kiếp, cũng là bảy ma. Mạnh Hạo mở mắt, trầm mặc nâng tay sờ đến vị trí trái tim. Đệ Tam Khô, thứ khô héo đi chính là tâm. Mạnh Hạo khẽ thở dài, đứng lên một bước, đi về phía ngoài. Khi đi ra, tu vi quán cũng có bạo phát, tăng trưởng một chút. Tu vi quán vốn đã vượt qua chủ tề, khoảng cách với chí tôn chỉ thiếu chút nữa. Lúc này tu vi tăng trưởng tuy rằng không nhiều, không đủ đến vượt qua bước chân vào chí tôn, nhưng mà cũng đủ để choán đến gần chí tôn. Ánh mắt hắn quét qua bốn phương tám hướng, khí thế trên người bộc phát ra càng mãnh liệt hơn, bao phủ 33 địa, bao phủ trên thân những dị thú kia, tạo thành uy áp kinh thiên. Hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Câu nói này không phải là trong miệng Mạnh Hạo nói ra, mà là từ bên trong thần niệm quán tản ra, khiến tất cả các dị thú bị bao phủ đều cảm nhận được. Những dị thú này đã bị sát khí của Mạnh Hạo uy hiếp. Thời khắc này từng dị thú sau khi trầm mặc đều hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu. Gần như trong nháy mắt khi bọn chúng cúi đầu, Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, rầm rầm chạy thẳng tới cửa ra. Phía sau hắn, 33 địa dị thú này cùng gầm thét chạy theo Mạnh Hạo. 10 tháng đã qua, chiến tranh bên ngoài đã bắt đầu. Mạnh Hạo lầm bầm, khoảnh khắc lại gần cửa ra, trực tiếp xuyên thấu đi qua. Cơ hồ vào lúc Mạnh Hạo ra khỏi 33 địa, bên trong Sơn Hải giới, chiến tranh đã bạo phát đến cực hạn. Mấy ngàn vạn dị tộc đánh tới, rất nhiều cường giả đạo cảnh cũng đã đánh sâu vào, nhất là đám người khổng lồ bước chân vào, khiến cho Sơn Hải giới liên tiếp thất bại. Cũng chính lúc này, đám người Vương Hữu Tài từ 33 địa trở về, không một chút do dự sát nhập bên trong đại quân, tìm cường giả dị tộc trực tiếp khai chiến. Bọn họ hơn 20 người đã gia nhập, phối hợp với các đại Sơn Hải chủ, lấp vào chiến lực đỉnh cao, thiếu hụt của Sơn Hải giới, giúp cho tu sĩ Sơn Hải tốc độ lùi về phía sau, chậm hơn một chút. Núi Thần Đàm tàn vỡ, bị chí tôn Bát Nguyên một bước đạp cho vỡ nát. Mà vị nữ chí tôn Bát Nguyên kia, thời khắc này mặc dù bị đám người Hải Mộng, còn dối chí tôn, ba đại đạo môn tôn giả đồng thời vây công, nhưng mà đều căn bản không phải là đối thủ của nàng. Song phương chỉ trong một nháy mắt lần lượt thay đổi công phu. Nữ chí tôn Bát Nguyên này hừ lạnh một tiếng, bấm quyết một cái, lập tức một lốc xoáy ầm ầm bạo phát, quét ngang khắp bốn phía. Ầm một tiếng, Hải Mộng phun ra máu tươi, toàn bộ ba đại đạo, ba đại tôn giả cũng phun máu tươi. Chí tôn ngực lõm xuống, mọi người toàn bộ thụt lùi, nhưng mà không cách nào có thể cản trở vị nữ chí tôn Bát Nguyên kia. Một bầy kiến hôi. Nữ chí tôn Bát Nguyên nhàn nhạt lên tiếng, cất bước đi qua mọi người, trực tiếp sát nhập vào biển thứ sáu. Vừa mới tới gần, tay nàng nâng lên hung hăng nhấn một cái. Lập tức trong tay nàng xuất hiện một đoàn lửa màu xanh. Lửa này nổ vang, trực tiếp phủ xuống rơi trên mặt biển thứ sáu. Trong một phút chốc, cả biển thứ sáu bị thiêu đốt, nháy mắt đã khô héo. Vô số hải tộc mai phục tại biển thứ sáu phát ra tiếng gào thét thê lương, nhanh chóng bị đốt cháy, hình thần câu diệt. Biển thứ sáu tàn vỡ, tình thế gần như là nghiêng về một bên. Mà phương hướng của đại quân dị tộc mặc dù đỉnh cao, chiến lực Sơn Hải được bổ sung, nhưng mà phủ xuống lúc này là toàn bộ lực lượng của 33 thiên, nhất là đám người khổng lồ kia, da dày thịt béo, trực tiếp là cất bước. Trực tiếp cất bước đánh tới. Tổ sĩ Sơn Hải không thể cản trở, toàn bộ bị dày xéo trở thành thịt nát. Mấy ngàn vạn đại quân dị tộc toàn bộ đánh tới. Sơn Hải giới thê lương, nhưng mà không cách nào ngăn trở, không ngừng lùi về sau. Một cỗ tuyệt vọng nảy sinh trong lòng mỗi tu sĩ Sơn Hải. Giờ như hết thầy chuẩn bị trước khi bị lực lượng tuyệt đối hạ xuống. Căn bản cái gì cũng sai. Cuộc chiến tranh này trì hoãn quá lâu, hôm nay sẽ phải kết thúc.
Vị nữ chí tôn bát nguyên kia nhàn nhạt lên tiếng, một bước đi ra, chạy thẳng tới núi thứ sáu. Mục đích của nàng rất rõ, muốn dùng thời gian ngắn nhất hủy diệt toàn bộ biển núi của Sơn Hải giới. Khi đến đó, chỉ còn dư lại tu sĩ Sơn Hải, đã không còn đáng để lo. Đám người Hải Mộng cặp mắt đỏ thẫm, cố gắng ngăn trở một lần nữa, nhưng mà căn bản không thể đến gần. Mắt thấy nữ chí tôn bát nguyên hướng về núi thứ sáu, nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở bên ngoài Sơn Hải giới, phủ xuống trên Chư Thiên Đại Lục, đệ thập thất thiên, chẳng biết tại sao, nhưng mà đột nhiên run rẩy, không ngờ thoát khỏi Chư Thiên, chạy thẳng tới Sơn Hải giới. Nhưng cẩn thận nhìn lại, phương hướng đi tới, không phải là Sơn Hải giới, mà là vị trí đại quân dị tộc. Một màn này đột nhiên xảy ra khiến cho tu sĩ Sơn Hải giới sửng sốt. Những dị tộc kia cũng đều thất kinh, ngay cả nữ chí tôn muốn đi núi thứ sáu cũng chợt ngừng, xoay người đi về phía đại lục đệ thập nhất thiên. Đã sớm đoán ra, ở bên trong 33 thiên có gian tế tồn tại. Sắc mặt nàng ta âm lãnh, một bước đi ra chạy thẳng tới đại lục đệ thập thất thiên, tay nâng lên một cái, hung hăng đi xuống, tiếng động ngập trời. Đại lục đệ thập thất thiên dưới một trào của nàng lập tức run rẩy, không ngờ tại một kích của nàng trở thành tro bụi. Nhưng cho dù là vậy, nữ chí tôn bát nguyên cũng không tìm được kẻ gọi là gian tế ở phương nào. Không khỏi nhíu mày, ánh mắt quét qua chiến trường nhưng không thu thập được gì cả. Không phải Như Phong, hắn bị theo dõi. Không phải hắn, vậy là người nào? Bất kể là ai, khi lực lượng tuyệt đối hạ xuống, hết thầy sẽ bị bẻ gãy nghiền nát. Vị nữ chí tôn này hừ lạnh một tiếng, tay nâng lên một trào, hướng về mặt trời của đại quân dị tộc. Lập tức mặt trời khổng lồ này tràn ra ánh sáng vô tận, không ngừng rút nhỏ, bay thẳng hướng nữ chí tôn. Khi rơi vào bốn phía trên người của nàng thì không ngừng xoay tròn, tạo thành một bộ khôi giáp. Áo giáp này khi xuất hiện, chiến lực vị nữ chí tôn bát nguyên này ầm ầm bạo phát, so với lúc trước còn mạnh hơn. Hai tay nàng bấm quyết vung mạnh lên, lập tức tất cả dị tộc trong đại quân như bị kích thích vô hình, từng kẻ ngửa mặt lên trời gào thét, cả mắt đỏ thẫm. Chiến lực theo đó cũng bạo phát gấp đôi trở lên, lực lượng tấn công lập tức bạo tăng. Dầm một tiếng, Sơn Hải giới lập tức tán loạn, không ngừng tử vong, không ngừng lùi về sau. Vị nữ chí tôn kia xoay người một lần nữa, chạy thẳng tới Sơn Hải giới. Lúc đã sắp tới gần, một trường đánh vào núi thứ sáu. Núi thứ sáu đổ vang, thân thể huyền quy ở trên đó trực tiếp vỡ nát, phát ra tiếng hét thê lương thảm thiết. Núi thứ sáu đã tan vỡ. Sơn Hải giới run rẩy, tuyệt vọng. Có người nổi điên. Có người nổi điên trước tiên là ba cường giả đạo môn. Từng người một triển khai thần thông, không tiếc núi mà tự bạo. Nhưng mà ngay khi núi thứ sáu tan vỡ, đột nhiên từ bên trong núi thứ bảy bay thẳng ra ba đạo ánh sáng. Ba đạo ánh sáng sáng lên ngập trời, trong khoảnh khắc đã đem nữ chí tôn bát nguyên bao phủ bên trong, tạo thành một tam giác phòng như phong ấn vậy. Chính là muốn phong ấn nữ chí tôn bát nguyên đây. Chút tài vật. Vị nữ chí tôn bát nguyên này cười lạnh, không có việc gì ngoài ý muốn cả. Nàng trước hết muốn diệt núi thứ sáu này, lại bị biến hóa của đệ thập thất thiên kéo lại, không thể không đi diệt sát. Khi trở về đã đoán được Sơn Hải giới không tiếc bại lộ kẻ năm vùng giấu ở 33 thiên, cũng muốn trì hoãn bước chân của mình, nhất là đang chuẩn bị cái gì đó để đối phó với thủ đoạn của mình. Lúc này núi thứ sáu đóng băng, phong ấn xuất hiện, đương nhiên không phải là chuyện ngoài ý muốn của nàng. Nhưng mà ngay khi nàng đem phong ấn này phá vỡ, ba đại tôn giả lúc trước thủy chung không xuất hiện, duy chỉ có tại trận chiến này mới lộ diện. Thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt đã rõ, bất ngờ phong ấn ba điểm tam giác này. Lão phù Thái Linh tôn giả, Đạo Thần tôn giả, Trảm Thiên tôn giả, sứ mệnh của ba người chúng ta chính là chờ đợi ngươi phủ xuống. Sinh mạng của chúng ta, đạo của chúng ta là đem ngươi phong ấn ở bên trong. Lúc trước chúng ta thủy chung không xuất thủ, mặc dù ngươi xuất hiện, ba người chúng ta đều chủ yếu là chống cự. Hôm nay chính là lúc ba người chúng ta báo đáp Sơn Hải giới. Tam kinh phong thần. Ba vị tôn giả thần bí
sau bao nhiêu năm xuất hiện chỉ để lại kinh văn. Trên thực tế kinh văn này cũng không phải là do bọn họ sáng tạo, bọn họ chỉ là người giữ kinh. Thời khắc này, bà lão khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, lập tức trên người của ba người này tràn ngập là kinh văn. Đó chính là ba đại kinh văn. Chúng toàn bộ bộc phát, tạo thành phù văn vây quanh bốn phía, tạo thành phong ấn. Lấy lực lượng kinh văn phong ấn vị nữ chí tôn này. Ta chấp nhận hy sinh thọ nguyên, dẫn động ba đại kinh văn. Ta không cầu có thể phong ấn người vĩnh viễn, mà chỉ cần nửa khắc cũng đủ biến đổi thế cục. Nữ chí tôn Bát Nguyên nhíu mày, nâng tay chỉ về phía trước, nhưng mà không thể nào giải khai được phong ấn. Lúc này ở phía xa xa, Hải Mộng chí tôn cùng với chí tôn Khôi Lỗi lập tức chạy thẳng đến chiến trường. Bọn họ muốn dùng lực lượng chí tôn để cưỡng ép cải biến thế cuộc. Các người cho rằng chỉ cần như vậy là có thể biến đổi thế cục sao? Vị nữ chí tôn Bát Nguyên bỗng nở nụ cười. Tiếng cười vừa truyền ra, ở trong đại quân dị tộc, một tộc nhân tầm thường đột nhiên thân thể run rẩy, ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét thê lương. Theo tiếng gào thét vang lên, thân thể hắn không ngừng bành trướng. Dị tộc bốn phía không tự chủ được cũng bị hút lấy, dung hợp cùng một chỗ. Ở trong thời gian ngắn ngồi mấy nhịp thở, một quả cầu thịt to cao nghìn trượng bất ngờ xuất hiện trong tinh không. Khối cầu thịt này có ngũ quan. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đây rõ ràng chính là một cái đầu lâu. Cả mắt mở ra lộ vẻ băng hẳn, tiếng cười dần dần truyền ra. Không tệ. Xem ra đã đến lúc cần bổn tôn ra tay. Khối cầu thịt này vừa nói xong liền lập tức co rụt lại. Ở trong chớp mắt liền từ quả cầu thịt nghìn trượng biến thành một thân ảnh. Đó là một nam tử trung niên, mặc một bộ trường bào màu đỏ. Bộ dáng hắn rất quái dị, đầu hắn rất lớn, thoạt nhìn cùng thân thể hắn rất không cân đối. Thời khắc này hắn tuét miệng cười, vô tận sát khí ầm ầm bạo phát. Hắn bước một bước, chạy thẳng đến chỗ Hải Mộng cùng chí tôn Khôi Lỗi. Ầm một tiếng, hắn đã cùng hai người đứng chung một chỗ. Một màn này làm đám người Hải Mộng chí tôn biến sắc. Ngay cả tam đại tôn giả mắt cũng co rụt lại. Khí tức này, người không phải là tu sĩ 33 thiên, người đến từ hai thế lực kia. Cũng chính vào lúc này, ở trong đại quân dị tộc đột nhiên có hơn 10 người đều phát ra tiếng gào thét. Thân thể họ bành trướng hút lấy thân thể dị tộc bốn phía. Rất nhanh đã có hơn 10 vị cường giả đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Dao động tu vi bọn họ mặc dù không phải là chí tôn, nhưng mà chiến lực bạo phát ra lại vượt qua chủ thể. Sau khi xuất hiện, hơn 10 người này đều nở một nụ cười. Thân thể bọn hắn nhoáng một cái, hướng thẳng về sơn hải giới bay tới. Khi thức bọn họ cùng người khác bất đồng, bọn họ không phải là tu sĩ sơn hải giới, cũng không phải là tu sĩ 33 thiền. Thậm chí thế giới này cũng bài xích bọn họ, nhưng lại bị áp chế, không thể nào xua đuổi được bọn họ. Bởi vì bọn họ phủ xuống không phải bồn tôn, mà là toàn bộ thần hồn, cùng dạng với đoạt xá mà cưỡng ép xuất hiện. Trong đó còn có một vị rõ ràng là người khổng lồ. Thân thể hắn càng thêm to lớn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét đánh tới. Trên bì tâm hắn có tinh điểm chuyển động, sát khí ngập trời. Trong khoảng thời gian ngắn, sơn hải giới liên tiếp bại lui, biển thứ bảy tiêu tán, núi thứ bảy ở trong sự đánh hạ quyết liệt của mấy ngàn vạn dị tộc cũng tan vỡ trước mặt tu sĩ sơn hải giới. Cả cục diện vốn nghiêng về sơn hải giới trong nháy mắt đã thay đổi. Thời khắc này trong sơn hải giới vẫn còn dư lại hai biển, hai tòa núi, thế cục lâm nguy. Sơn hải giới dường như sẽ bị hủy diệt ngay khi mấy ngàn vạn dị tộc dưới sự hướng dẫn của hơn 10 cường giả bỗng nhiên xuất hiện, hướng đến biển thứ 8, giết tới. Thì đột nhiên, một đạo quang tiễn từ núi thứ 8 ầm ầm phóng đến. Một đạo quang tiễn từ núi thứ 8 ầm ầm phóng đến. Tốc độ một tiễn này cực nhanh. Ở trong nhà mắt đã tới gần biển thứ 8, rơi vào đám dị tộc đứng gần nhất, hướng tới tinh điểm đang chuyển động của người khổng lồ trước mặt. Người khổng lồ này ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên đánh ra một quyền về phía mũi tên. Song phương trong khoảnh khắc đụng chạm, tiếng nổ vang trời, quang tiễn tan vỡ. Nhưng mà người khổng lồ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi về phía sau. Cánh tay hắn trực tiếp nổ tung, gần nửa cơ thể tan vỡ, máu tươi phun ra, máu thịt bầy nhầy. Đạo quang tiễn thứ hai trong nháy mắt lại tới,
nhưng mà không phải truy kích người khổng lồ và rơi vào bên trong biển thứ 8. Biển này đã sớm bố trí cấm chế. Giờ phút này, quang tiễn rơi xuống lập tức dẫn phát cấm chế, khiến cho cả biển thứ 8 lập tức gầm thét. Vô số hào quang xuất hiện ở trên mặt biển, bay lên không. Vô số tiếng nổ liên tục tuôn ra, long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm truyền ra. Tất cả dị tộc bước chân vào biển thứ 8, dưới cấm chế bạo phát, không ít kẻ trực tiếp tàn vỡ, hình thần câu diệt. Nhưng số lượng tử vong này, nếu so sánh với đại quân dị tộc thì vẫn không thể gây thương tổn, thương gân động cốt. Bất quá tầm ảnh hưởng ở trên sĩ khí lại không nhỏ. Là kẻ nào? Người không đồ mất đi cánh tay cùng gần nửa thân thể kia ngờ mặt lên trời, hét lên. Phía sau hắn, những thân ảnh phù xuống kia cũng đều nhoáng lên một cái, đồng loạt nhìn về phía núi thứ 8. Thời khắc này, một đạo cầu vòng từ trên núi thứ 8 gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, chạy thẳng đến chỗ này. Chính là Mạnh Hạo. Phía sau hắn có mấy chục dị thú đang tức giận đi theo. Những dị thú này không biết là bị thứ gì đó kích thích, mà thời khắc này toàn bộ gầm thét, dữ tợn phóng tới. Lúc này, thế cục chiến biến thiên vạn hóa. Hai vị chí tôn bát nguyên, một vị giết Thủy Đông Lưu, cuối cùng biến mất cùng Thủy Đông Lưu. Một vị khác bị tam đại tôn giả không tiếc giá cao, tạm thời phong ấn. Còn Hải Mộng chí tôn cùng chí tôn Khôi Lỗi, thì bộ tu sĩ đầu to lấy lực lượng của một người, cưỡng ép ngăn trở. Mạnh Hạo xuất hiện, lại khiến thế cục thay đổi. Hắn cản trở đại quân dị tộc, nhưng mà đồng thời cũng khiến hơn 10 người phủ xuống kia, bao gồm người khổng lồ, đều nhìn về phía Mạnh Hạo, không một chút chần chờ. Hơn 10 đạo thân ảnh bay thẳng tới Mạnh Hạo. Khi bọn họ cùng Mạnh Hạo chém giết, đại quân dị tộc lại tiếp tục tiến vào biển thứ 8. Lần này trong một phút chốc, bọn họ đã hủy diệt được biển thứ 8, rồi hướng tới núi thứ 8 mà chém giết. Cũng chính thời điểm này, một tiếng thở dài truyền ra. Một đạo thân ảnh từ đệ cửu Sơn Hải gào thét bay ra. Phía sau thân ảnh ấy không ngờ đã có cả một thế giới hư ảo đi theo hắn. Giống như là hắn đi ra từ thế giới hư ảo kia. Hắn tiến một bước thì đã xuất hiện phía trước đại quân dị tộc. Đệ đệ, ta tới giúp ngươi. Thanh âm hắn tang thương nhưng lại mang theo vẻ nhu hòa. Thân ảnh kia là một thanh niên, có thần sắc cô độc. Giờ như hắn vốn không nên xuất hiện, nhưng lại cố tình mà đi ra. Hắn ta chính là Kha Cửu Tư. Hắn mang theo yêu tiên cổ tông đã tiêu tán trong lịch sử mà xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn vừa mới xuất hiện, ở trong thế giới hư ảo phía sau hắn truyền ra tiếng thở dài. Tiếng thở kia là đến từ chân linh giả. Tiếng than thở của giả vang vọng trong thế giới hư ảo, giống như là một đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, thân ảnh một triệu dị tộc toàn bộ biến mất. Khi xuất hiện, người ngoài không nhận ra bọn họ đã trong ưu tiên cổ tông, là thời kỳ ưu tiên cổ tông toàn thịnh khai chiến. Không chỉ có Kha Cửu Tư xuất hiện, cùng lúc đó một đôi đạo lữ cùng từ đệ cửu Sơn Hải đi tới. Đằng sau nữ nhân có rất nhiều tu sĩ đi theo. Những tu sĩ này đều có thần sắc mờ mịt, nhưng cất giấu vẻ điên cuồng. Mà nam tử kia, hắn bước chân xuống, cả tinh không đền trở thành băng hàn như có xương thổ đi theo. Hắn chính là xương thổ yêu đế Hàn Sơn. Mạnh tiểu hữu, Hàn mỗ tới rồi. Hàn Sơn xuất hiện, thiên địa đóng băng. Tu vi bọn họ có lẽ không cao, nhưng mà sự xuất hiện của bọn họ làm tu sĩ Sơn Hải giới khôi phục lại dũng khí quyết chiến. Sau đó là quý chủ đi ra, còn có ngoại công của Mạnh Hạo cũng đều xuất hiện. Thậm chí cường giả phương gia cũng đều đánh tới. Còn có các tông môn đến từ đại cửu Sơn Hải. Thậm chí Mạnh Hạo còn thêm mập mạp. Hắn mặc dù sợ hãi nhưng vẫn hướng dị tộc chém giết. Còn có sư tôn của Mạnh Hạo là Đan Quỷ, hắn cũng xuất hiện trong đám người quyết chiến cùng với dị tộc. Những khuôn mặt quen thuộc khi dị tộc đánh tới đệ bát Sơn Hải đều đã xuất hiện. Lấy núi thứ 8 làm chiến trường, dị tộc cùng tu sĩ Sơn Hải triển khai tử chiến. Tiếng nổ vang vọng,
đối mặt với dị tộc vô cùng vô tận, mọi người đều đang liều mạng. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, nhưng hắn cũng không có băn khoăn nhiều. Hắn không thể nào đi trợ giúp được. Xung quanh hắn, hơn 10 thân ảnh không thuộc về 33 thiên kia đang triển khai thần thông mà hắn chưa từng thấy, công kích hắn. Nhất là những người khổng lồ, mỗi một người đều có lực lượng thân thể cường hãn vô cùng khủng khiếp. Tiếng rầm rầm vang lên. Trên chiến trường chỗ nào cũng có cuộc chiến sinh tử. Hai mắt Mạnh Hạo đã đỏ bừng, tu vi hắn tịnh tiến. Thời khắc này xuất thủ chính là sát cơ. Thôn Sơn Quyết biến hóa, từng ngọn núi ầm ầm rơi xuống, hóa thân thành đại bàng màu xanh, đồng lòng tự bạo. Cũng có huyết yêu xuất hiện, tiếng gào thét khuếch tán bốn phương tám hướng. Chí Tôn Kiều phủ xuống chân áp hết thảy, thân thể hắn như là mị ảnh, một người khai chiến với hơn 10 người. Ầm một tiếng, một người khổng lồ phun ra máu tươi, lộ ra vẻ không tin. Ngực hắn bị một quyền của Mạnh Hạo trực tiếp oanh khai. Mạnh Hạo chảo một cái bóp nát, lượng lớn máu tràn ra làm cho toàn thân Mạnh Hạo nhiễm đỏ. Thần huyết tuy rằng không tinh khiết, nhưng cũng không kém là mấy. Mạnh Hạo lập tức nhận ra thần huyết này không có tầm thường. Nhoáng một cái, hắn lại hướng đám người chém giết. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Khi hơn 10 người kia đánh tới, Mạnh Hạo chợt cười to. Tay hắn nhấc lên, gương đồng xuất hiện, chiến binh hiển lộ. Miếng mỡ đông lại bay ra, hóa thành áo giáp. Tới thì giết, Mạnh Hạo cười lớn. Thần sắc hắn điên cuồng, còn có dữ tợn nữa. Tiếng gào thét ngập trời, bằng hữu thân nhân quán đang chém giết trên chiến trường, hắn sao có thể không bồi bạn chứ? Phía xa xa, ba đại đạo môn cũng toàn lực xuất thủ. Từng tiếng tự bạo quanh quẩn, tu sĩ đến từ sơn hải giới điên cuồng tự bạo, trong lúc nhất thời tạo thành trở ngại lớn cho đại quân dị tộc. Thậm chí cục diện sơn hải giới kế tiếp bại lui, và giờ khắc này cũng đều đã đi xuống. Đối mặt với đại quân dị tộc là cả sơn hải giới điên cuồng. Vô dụng. Lần này các ngươi nhất định diệt tộc. Tiếng cười lạnh từ núi thứ sáu đã tan vỡ truyền ra. Đó là vị nữ chí tôn kia. Bốn phía xung quanh nàng, thời khắc này tam đại tôn giả đã khô héo, chỉ còn da bọc xương. Nhưng họ vẫn kiên trì. Thậm chí phía sau của bọn họ, đệ tử bọn họ cũng đều tới, khoanh chân ngồi xuống, đưa ra thọ nguyên, ra sức chấn áp. Các người có thể vây khốn ta trong bao lâu? Ba đại kinh văn không tầm thường, chúng là chí tôn tiên giới vô thượng kinh đạo. Đáng tiếc, tụ vì các người không phải chí tôn. Nếu không hôm nay thực đã có khả năng đem ta phong ấn. Mà giờ khắc này các ngươi còn có thể kiên trì thêm bao lâu? Lúc ta thoát về chính là lúc sơn hải giới bị hủy diệt. Sơn hải giới lần này sớm đã bị chú định diệt đi huyết mạch, sông núi cũng sẽ mất. Cuộc chiến lúc trước các người có thể đánh tới trình độ như vậy, đích thực là 33 thiên ta đã xem thường bọn ngươi rồi. Nhưng dưới lực lượng tuyệt đối, các người nhất định sẽ tiêu tán vĩnh viễn. Tiên giới huy hoàng năm đó cũng đã trở thành tro bụi. Kéo dài hơi tàn đến nay chẳng qua chỉ là khiến cho tiên nhân bị người ta khinh miệt mà thôi. Nữ chí tôn Bát Nguyên trong tam giác phong ấn, nhìn sơn hải giới, nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm truyền ra, vang vọng khắp sơn hải giới, lọt vào tai của mỗi một tu sĩ sơn hải. Ta rất kinh ngạc. Các người thực sự nghĩ rằng mình còn có hy vọng sao? 33 thiên còn có hai đại tôn giới. Một là ma giới, hai là tiên giới. Hai đại giới đã đến gần. Sơn hải giới nhỏ nhoi có cái gì mà đòi chống đối được đây? Huyết mạch các người sẽ bị diệt tuyệt. Tinh thần các người sẽ bị hủy diệt. Một người cũng không có để lại. Ánh mắt nữ chí tôn Bát Nguyên quét qua sơn hải giới. Tất cả mọi người ở sơn hải giới bao gồm cả Mạnh Hạo, nàng cũng không để vào mắt. Người nàng ta chú ý đến là núi thứ 8. Sau núi thứ 9 có một vị chí tôn Bát Nguyên khác trong sơn hải giới. Đó là người duy nhất nàng không nhìn thấu, cũng là kiêng kỵ duy nhất của nàng ta. Về phần những cường giả thần bí khác,
hoặc là sẽ không có thù xuất thủ với nàng. Hoặc là cho dù có cường hãn, nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân, nên chỉ có thể yên lặng mà đứng nhìn. Thủy Đông Lưu, ngươi ở trong sơn hải giới này cũng chỉ là tàn hồn đoạt xá thân thể mà thôi. Rốt cục mục đích của ngươi là gì? Cuộc chiến tranh này rõ ràng đã sớm bị chú định chấm dứt. Nữ chí tôn Bát Nguyên nhíu mày, đêm nay nàng nhìn không thấu được, nên nàng mới có chút chần chừ. Cuộc chiến sơn hải còn đang bạo phát, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Núi thứ 8 run rẩy. Xung quanh núi thứ 8, đại quân dị tộc cùng với tu sĩ sơn hải giao chiến, long trời lở đất, khiến cho tinh không vỡ vụn. Thậm chí đến núi thứ 8 cũng bị liên lụy, lần lượt xuất hiện những vết nứt. Ở trước mặt Hải Mộng Chí Tôn cùng với con rối Chí Tôn là một cường giả đầu to, xuất thủ vô cùng quỷ dị, am hiểu thân thể chỉ pháp. Không ngờ chỉ với sức lực của một người có thể cưỡng ép kéo lại một nhóm làm họ không thể thoát thân. Ở những nơi khác, dị tộc dữ tợn cùng tu sĩ sơn hải chém giết thảm thiết vô cùng. Mạnh Hạo bên này cũng là vô cùng hung hiểm. Xung quanh hắn hơn 10 thân ảnh phủ xuống, còn có người khổng lồ vây quanh, tiếng vang ngập trời, ánh sáng pháp thuật rực rỡ. Mạnh Hạo tóc tai bù xù, dĩ nhiên là đã toàn lực liều mạng. Hắn bước một bước thì đánh ra một quyền, diệt sinh, nhập ma, sát thân. Ba quyền giống như là muốn đánh vỡ tinh không, trực tiếp đánh xuống thân ảnh ở phía trước. Bốn phương tám hướng chấn động, người kia phun ra máu tươi, trực tiếp hình thần câu diệt. Mạnh Hạo thở hổn hển, hắn ta xoay người, chiến binh xẹt qua tinh không như một đạo cầu vồng, mặc cho hai người ở phía sau hắn đồng thời vọt tới, nó vẫn xẹt qua, khiến cho bọn chúng lúc hoảng loạn trực tiếp bị chấm bay đầu, liên tiếp giết chết ba người. Mạnh Hạo run lên, trong nháy mắt hắn ở nơi này đã cảm nhận được thần thông của mấy tên khác, đặc biệt là từ một quyền của người khổng lồ kia. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Cũng may có miếng bá đông nên thương thế cũng không nỗi quá nghiêm trọng. Nhờ Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết đã nhanh chóng khôi phục lại, trong mắt hắn lộ ra hung tàn. Hắn nâng tay lên, trích tinh pháp bỗng nhiên vận chuyển, trực tiếp phủ xuống một tu sĩ. Ở trong nhà mắt hắn đã bắt đầu bắt được người này, đang muốn bóp nát cổ họng, thì những người khác xung quanh hắn một lần nữa triển khai thần thông nhanh như chớp. Mạnh Hạo cười, nụ cười dữ tợn. Hắn không có nửa điểm chần chờ, bỏ tu sĩ vừa mới bắt được kia ra, tiến một bước đạp vào đầu tu sĩ kia. Ầm một tiếng, tu sĩ hét thảm thê lương, đầu bị đánh vỡ nát. Mạnh Hạo toàn thân đều là máu tươi, khiến cho bộ dáng quán lại thêm mấy phần dữ tợn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Những thân ảnh phủ xuống xung quanh hắn nhanh chóng nhìn, chỉ trong một chốc từng người một bay lên, không ngờ lại dung hợp lẫn nhau ở giữa không trung. Thân thể của bọn họ tựa hồ đều là đoạt xá mà có được, vốn là những thứ quỷ dị, thời khắc này lại dung hợp lẫn nhau. Thậm chí mấy người khổng lồ cũng ào ào chạy tới, chỉ trong nháy mắt cùng với mấy người kia ngưng tụ thành một thân thể. Đó là thân thể của một người khổng lồ cao mấy ngàn trượng. Thân thể kia vừa mới xuất hiện lập tức phát ra uy áp mãnh liệt. Càng kinh người hơn là ở trong thân thể người khổng lồ này bất ngờ có 8 khuôn mặt. 8 người này chính dung hợp thân thể của 6 vị tu sĩ cùng 2 người khổng lồ của thần tộc. Người khổng lồ gào thét, chạy nhanh đến chỗ Mạnh Hạo, nâng tay lên đánh ra một cái. Gió lốc quần quận nổ tung trước người của Mạnh Hạo, hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Chí Tôn Kiều ầm ầm rơi xuống, ngăn trở ở trước người. Tiếng nổ vang ngập trời. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lui nhanh về sau. Mà người khổng lồ cũng chấn động toàn thân, không ngừng lui về phía sau. 8 khuôn mặt kia đồng thời phát ra tiếng gầm thét. Mạnh Hạo lau máu tươi nơi khóe miệng, sát cơ trong mắt nhoáng lên một cái. Có thể so với Chí Tôn sao? Thân thể to lớn kia cưỡng ép dừng lại, gắt gao nhìn Mạnh Hạo, một lần nữa chạy ra. Lần này tốc độ rất nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc đã đến gần. Đột nhiên, người khổng lồ mở miệng, hướng về Mạnh Hạo trực tiếp giống lớn. Thần hống! Dưới tiếng giống, tinh không nổi sóng, trực tiếp vỡ ra, tạo thành vô số khe nứt. Đồng thời cũng có một luồng sóng âm cuồng bạo chợt bạo phát, như là hóa thành thực chất, đánh mạnh vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, ầm một tiếng, thất khiếu hắn ta chảy máu. Miệng bất đồng trên thân thể bắt đầu vỡ vụn,
nhưng mà vẫn không tán đi, vẫn kiên trì bảo vệ Mạnh Hạo như trước. Tay hắn run rẩy, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Sóng âm này làm cho hắn tổn thương rất lớn, mặc dù đã có miếng bỡ đông nhưng mà vẫn khiến cho lục phủ ngũ tạng quán bị chấn động mạnh, giống như là muốn vỡ nát thành từng mảnh. Người khổng lồ sải bước, ở trong khoảnh khắc đã tới gần, hắn đánh một quyền vào người Mạnh Hạo. Toàn thân Mạnh Hạo bị chấn động, không cách nào tránh được. Thân thể hắn bị đối kháng, máu tươi phun ra, lập tức thụt lùi. Miếng bỡ đông mặc dù đã nứt nhưng mà vẫn kiên trì. Mạnh Hạo đau lòng, chỉ là thời khắc này sống chết trước mắt, hắn đành phải dành toàn sự chú ý lên người của khổng lồ kia. Loại thần thông này ta đã từng gặp qua. Trong mắt Mạnh Hạo, sát cơ nhoáng lên một cái. Tiếng giống kia tuy mạnh nhưng không kéo dài, rất nhanh đã dừng lại. Nhưng mà chỉ dừng lại trong nháy mắt, người khổng lồ kia lại tiếp tục gầm thét, sóng âm cuồng bạo một lần nữa đánh vào Mạnh Hạo. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả mọi người.